xin chia sẻ các bạn với mọi người làm cá đuối chiên, không phải cá đuối phơi khô, cắt xẻ như thế nào. Những cá đuối này nó không có lớn lắm, khoảng chừng 4 pound à, 3-4 pound à, hai con. Mình nạo sạch sẽ ngon lành hết trơn rồi, bắt đầu mình xẻ, mình phơi khô. Hôm nay trời rất là nắng, 105 độ độ F đó, khoảng chừng 41 độ C đó. Và đưa lên tới mái nhà thì nó thành là gấp đôi. Sẽ chắc mình chia làm hai khúc đi, mình xẻ cho nó dễ hơn. Cắt đừng cho nó qua cái da, phải lật qua lật lại. Mấy chục năm rồi chưa ăn đuối khô lại. Mua trên chợ thì thấy không bảo đảm, không ăn, nhà làm thì ngon nhất. Cắt vừa tới cái da thôi, lật đi lật lại. Lát nữa mình ướp muối muối ớt, cho chút đường vô nữa phơi. Trời nắng 100 độ là mình nghĩ khoảng chừng hay nắng thôi là cá khô rồi. Đó, thành như cái quạt nè, rất là đơn sơ. Cho đuối phơi khô. Cái mỏng thì mình phơi cho nó nhanh, cho nó khô nhanh, đừng xay dày quá. Bên Mỹ đa số ta dục mà không ai lấy cá đuối này hết, cái ăn lắm, câu được dục không à. Rất đơn sơ, rất là dễ, không có gì khó hết á. Nếu các bạn mà muốn đi câu cá đuối á, tìm chỗ nào có bãi cát á, câu là có bãi chảo, nắm 100% là có nó à. Nếu ở Houston, Texas ấy, thì là Texas City á, cuối chỗ là cầu á, 5 mile á, câu là có nó. Đuối nó phải nằm ở bãi cát lắm. Có nhiều người ta đi ban đêm người ta xâm đó, người ta xỉa á. Ở St. Louis Pass á, rất là nhiều. Nhưng mà nếu ăn nó thì lấy thôi, không ăn không lấy làm gì. Bên này ít có người ăn lắm, tôm cá quá nhiều nên không ai ăn. Đó, rất là đẹp. Mình nghĩ khoảng như mùa hay nắng là khô queo luôn đấy, tại 100 độ là 41 độ độ C đấy.
khô cá đuối này chợ bán cũng mắc lắm, mà nó phơi thì mình không có sợ, mình cũng không dám mua thời buổi này, nó hay tẩm thuốc tẩm bậy tẩm bạ, nên nhà làm là bảo đảm nhất. Đuối ó là ngon nhất. Hai con cắt được còn 8 miếng cắt làm đôi. Cắt làm đôi mình xẻ cho nó dễ, là lật đi lật lại nó dễ thôi, chứ không cần phải cắt làm đôi làm gì hết. Thank you.
đuối. Sơ thôi. À, một muỗng đường, một muỗng muối. One tablespoon of sugar, tablespoon of salt, and about 5 tablespoons of hot pepper. Khoảng chừng 5 muỗng tương ớt ăn phở đó. Rất đơn sơ thôi. Năm muỗng tương ớt ăn phở. Này nó hơi cay đó. Cũng không cay lắm đâu, muỗng đường, muỗng ớt. Muỗng đường, muỗng muối. 5 muỗng tương ăn phở. Thường thường người ta phơi không gấp muối chút muối thôi. Rửa nước biển á, người ta phơi thôi. Cái này mình làm khác đi một chút. Mùi ớt rất là thơm. Mình để khoảng chừng 50 phút bắt đầu mình phơi. Bảo đảm là ngon. Nếu các bạn muốn đi câu mà muốn có cá đuối á, đi tìm những bãi cá câu á, rất là có. Nhất là ngay cái giọt nước ở nước lò đó. Ngon hơn là mình mua trên chợ. Đẹp này, đó rất là ngon. Cá đuối phơi khô rất là ngon.
105 độ là 41 độ C đó. Rồi tôn hằng lên là gấp đôi thành 200 độ đó. Rất là ngon, nhìn rất là hấp dẫn. 20 năm rồi đó, chuyên cao đối khô. Cao đối khô mình làm lấy. Trước thì mình hay khô nhậu lắm, mua trên chợ thì không dám ăn. Thời buổi này nó tẩm thuốc tẩm bậy tẩm bạ lên không dám. Nó cũng bán 90 đồng pound nên không có mắc lắm đâu. Mà sợ nó phơi nó tẩm thuốc tẩm bậy tẩm bạ nên không dám mua ăn. Nhà làm lấy là bảo đảm nhất. Sau một nắng quá tốt, thêm một nắng nữa là ngon. Khô cá đuối, cây nhàn lá vườn. Thêm một nắng nữa thôi là quá ngon. Cá đuối khô nắng thứ hai quá ngon. Hai hôm nào cũng 100 là mấy độ không? Là 41 độ C, 42 độ C đó. Xong để trên máy tôn nữa. Thành ra là 200 độ. Nắng thứ hai khô queo. Quá ngon. Cá đuối khô mình nướng. Ăn một miếng thử nè. Cá đuối này đặc biệt á, mình càng đập càng mềm á, ăn càng ngon. Đó. Chấm tương ớt ăn rất là ngon. Nó cứ ngửi thì cái mùi hơi khai 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 một chút, nhưng mà ăn rất là ngon. Mày đập cho nó mềm ra. Càng mềm càng ngon. Đó. Đó, đập càng mềm càng sới như vậy này, ăn càng ngon. Đặc biệt cá đuối là như thế đó. Đó, vậy nè. Ngửi thì nó hơi mùi khai khai một chút nhưng ăn rất là ngon.
bữa cơm trưa nhậu. Đó, cá đuối đó. Thôi khơi sông nướng, tương ớt rất là ngon. Nhà làm bảo đảm 100%. Xin mời cả nhà, xin hẹn lại video kế tiếp. See you next video. Thanks for watching.